Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Núp, xin chào. Xin chào. Ok, thì ngày mai đồng hành cùng với mình đó là ba thanh niên. Chào mọi người đi nào, ba thanh niên ơi. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Chào mọi người. Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với hai cánh cửa khá là quen thuộc đây. Đấy, cầu vồng và bedrock các bạn. Đó, thôi, chia team đi, ai cũng biết rồi. Rồi, xong, chết queo luôn. Rồi, xong, cu đi, chân lại thoát luôn. Rồi, thì thôi, ngày hôm nay cho Núp với cả Khang một team này, cho hai niên kia một team. Đấy, hai niên này gây họa nhau. Đấy, Núp chọn bedrock luôn. Rồi, bedrock cho cứng các bạn. Đấy, ngày hôm nay là chúng ta sẽ, các bạn thấy không? Ui, trời ơi, nhưng mà hơi vô lý đó là chúng ta có block đây thì tội gì chúng ta đào đất ta? À, quy định một điều nữa nha, nói cho mấy thanh niên biết là nghiêm cấm đào block ở trong sảnh nha. Trời ơi, mất cục nhà là chết. Mất cục nào là tuyên bố thua luôn đấy. Đấy, ôi, quên mất là thấy thanh niên Khang đào bằng tay. Đây, thử xem mấy bác này. Trời ơi, bác này cho sảng free mà không lấy Khang, dùng tay đào đất luôn ạ. Ui, các bạn thấy không? Đây. Cái đất này là đất gọi là emerald và chúng ta đào bằng tay cũng nhận được luôn đấy. Đó, nhưng mà thôi đào bằng xẻng nhanh hơn mà tội gì. Đấy. Ok bạn này. Ui, chúng ta được chưa gì đã được 9 viên emerald rồi, sang xịn mịn quá trời. Ok. Thôi tập gym đi Zeno. Tập gym. Đấm bằng tay đi. À, đúng, hôm nay thì rảnh thì đấm đi. Ui, tính ra không, đấm bằng tay tính ra là cũng chậm hơn một xíu thôi. Ví dụ cái này đào mất tầm 2 giây. Đấy thì đào nhanh thế. Zeno là bàn tay làm nên tất cả không biết à. Ok, đâu mình xem. Tính ra là mình bác thợ rèn này để nâng cấp lên cái sẻng tiếp theo là chúng ta cần 64 tiền, cần 2 stack. Xem nào. Xem nhá. Cái này là ui, có cả áo giáp gì này? Ông già Noel luôn ạ. Ghê vậy. Bên này có gì đây? Hộp may mắn à? Trời ơi, hộp may mắn. Ui, tính ra không có vũ khí à? Sẻng này không biết là ui, ở trong này có mấy bác dân làng thây ma này. Mình thử đánh nào. Ui đấy. Đánh đau thế. Ui đánh đau lắm, không đánh được đâu. Ui dồi ôi. Cái này không có sơ tân công. Trời, bỏ đi Khang. Bỏ đi nào. Đau lắm. Đau lắm. Ta rồi, cái này chắc là ngày hôm nay chúng ta khó rồi bạn ơi, không có vũ khí rồi. Mua hộp may mắn đi. À đúng rồi, mua hộp may mắn là chúng ta mới có thể lấy được. Ui. À, mỗi người đào một stack để nâng cấp cái sẻng tiếp theo thôi các bạn. Chứ bây giờ mình cũng không làm gì rồi. Ui. Ui. Hộp may mắn đi lên luôn. Đây. Đâu đâu Khang được bao nhiêu rồi? Khang được bao nhiêu? Ui, tính ra là mình được 60. Ui, Núp được 55. Ui, được một stack vứt cho Núp để Núp nâng cấp cái sẻng tiếp theo nha. Đó. Đây một được cái gì đấy? Đâu. Kiếm thôi. Ui. Mấy thanh niên đầu tư ấy, mở hộp may mắn luôn à? Đây đây. Kiếm rồi. Đâu xem nào, hộp may mắn tính ra là hộp may mắn là chúng ta cần. Ui, hay là mình cũng dùng tiền mua hộp may mắn ta? Biết đâu. Hợp lý các bạn. Ui. Ấy, à đây này, chúng ta có thể mở được xem được các cái item này. Ui. À, không được cung xin lắm gì đâu. Nó biết đầu tư. Khác ạ. Ok. Đây này. Nói chung là mình có thể xem thông tin cái hộp này đấy bằng cách là ấn vào đây là chúng ta xem được. Ui, hộp những cái đồ màu tím là đồ hiếm, là đồ màu màu cam là đồ là siêu hiếm bạn, đồ VIP nhất đấy. Ui đó. Legendary. Legendary mà. Ui, nó có hộp Kyber Box này. Hộp này tuy rằng đắt nhưng mà được cái là toàn đồ hiếm với cả đồ xịn thôi. Một cái chết luôn Zeno ơi. Ui, ta sẽ tấn công. Ui ghê. Thế nhiên được cái gì mà bắn phát chết luôn đấy. Được cái cung gì này. Ui. The Ritual. Ui. Núp được quả thanh kiếm laser. Xin thật sự bạn chém kêu quen quen. Chém mấy bác dân làng hử đúng rồi. Bác dân làng tên là Kankuru bạn. Kankuru. Ui, nhưng mà lại được ha. Ui. Anh lại rồi. Được cái gì biết là quá bắn mấy thanh niên kia một cái có đi không? Này Khang, thôi không cần đào, Khang trường hình, không cần đào. Đây, qua đây mua cho. Đây. Qua bên này mua cho nâng cấp lên. Tưởng nhận, đây, đi qua bên này nè. Đây, mua hôm này ngon hơn các bạn. Hôm này có kiếm này. Wow. Đây. Thế giới à? Wow. Rồi chúng ta ở bên chỗ Zeno thì đưa cung đi. Cái này là, hai cái này tính ra ngang nhau bạn. Five. Đây, cho kiếm này. Chị lắm. Ấy, hộp 64 kìa, thử mua đi. Ui, nghe hay lắm. Này, ta hay lắm. Cắt này,
Ui, mắt còn được ấy luôn ạ, được cái súng luôn ạ. Ui, thế nên mở súng luôn à? What? Ừ, là hộp sắt 64 kìa. Ui, thế nên hai này, cái súng là cái gọi là... Ui, này, cho cái chảo này với anh. Ô, được kiếm laser này, nhìn đẹp hết. Ui, à, thanh niên này lắm tiền thật các bạn ơi. Ui, ui. À, mình chắc là mình sẽ nâng cấp nha, chúng ta. Ui. Vậy thì đấy, đấy, nó... mấy con này nó mạnh ra mà luôn, cứ mỗi một đánh chết queo rồi. Queo rồi. Ờ. Rồi không sao, không sao bạn, kiếm thêm một xíu nữa bạn này. À nhưng mà xem là cái kiếm laser đào nhanh không? Ui, chậm. Để mình uýnh kiếm hai sở tay đã. Thế thôi mà cung ấy, cung ấy hơn bắn được xa. Hợp lý, mình nghe tại bên cạnh bạn. Mở cung. Mở cung bạn này. Ta nên mở cung. Ui, đấy, xem nào. Ta cái này là có spear box này. Ờ đâu nhỉ? Katana cup axe danger squad siêu bow. À đây là bow. Ui. Ui bow, thanh niên kia vừa lên thấy bow bắn bow sấm sét luôn à. Thanh niên này hết thế. Rồi rip bow ấy. Ờ thanh niên hết thật các bạn. Rồi ok, núp sẽ mở hết các bạn. Chả lẽ mình không được legendary bow. Thôi tôi mở gọi là legend luôn. Dễ vậy á? Ừ, dễ chứ. Dễ chứ sao không? Đâu cũng mở được á. Ô, sao hai cái bow bốc này khác nhau à? Ô, thôi cả. À đâu, cái này một stack nó chỉ được 16. Ôi xem nào. Đấy, blast bow này. Ui giời ơi, cả nhà mình cứ mở hết ra. Xong rồi chúng ta xem nhân phẩm xem nào. Ai cái gì ơi? Lại nữa, cái giờ qua đây. Đi chiều này. Đi chiều một cái thì Zelo bay qua đây luôn các bạn. U, grid bow luôn này, bow xịn luôn. Ê, cầm. Thôi, không cần phải mở nữa. Ui, xịn luôn bạn ơi, bow. Ui, bow xịn luôn bạn ơi. Bow chấm xét à. Đâu, vượt hết các bạn. Đây, tính ra bow chấm xét rồi mình xem nào. Ui, trời. Bow này là hậu ngại bắn mặt trời à? Bắn cả bay luôn mặt trời luôn. Để nút thử xem nha. Grid bow nào. Ui, mũi tên to. Ui. Oh my god. Trời, mũi tên to ra mà được quá luôn kìa. Ui giời ơi, đỉnh cao bạn, bảo sao mấy thanh niên kiếm được nhiều tiền. Ui. Ui. Ui cái này xịn hơn. Ui cái này xịn hơn người khác ơi. Xịn quá trời luôn bạn ơi, được quá nhở. Đấy. À, quả mũi tên to cho bá này bắn bảo sao. Ui, đúng đi nhà các bạn. Ui rồi, ôi xin. Xứng đáng. Cảm ơn Vanh nhá. Trời ơi, mình mà không nghe lời Vanh giờ này chắc là... Biết thế mình không biết mình đang cầm cây gì rồi. Không cây gì. Cầm cây gì to lắm bạn, các bạn nhìn xem. Vác cả lên người để bắn luôn bạn ơi. Trời ơi, nó chu choa. Đau vai quá. Cái diamond bow này bắn nó không bằng các bạn. Ui rồi, rồi ok, nó bị quá trời tiền luôn các bạn. Thôi, chắc là cái cung sấm sét này mình cũng chẳng cần đâu. Cái này nó xếp theo gọi là màu sắc và chúng ta nhận biết được luôn là cái nào VIP nhất rồi bạn. Đâm ra là khỏi phải bàn cãi. Rồi ok. Mua Katana. Ông sẽ mua áo giáp các bạn. Người ta gọi là có áo giáp thì chúng ta mới có sức mạnh được. Ui, ui bộ của ông già Noel các bạn. Cái này tính ra nhân phẩm thôi. Ôi sao có cái đứa cái người vậy. Đâu, ông già Noel đang sắm đồ, dịch bệnh nghèo quá, đang sắm. Nghèo rát thật rồi. Đang cần tiền bạn. Ui, chúng ta cứ đứng đây chúng ta xả mũi tên thôi. Ui giời ơi. Đây đúng rồi. Đâu, có bao nhiêu cũng vứt đây. Ui giời. Ui, chết rồi, hết luôn tên rồi. Bắn ghê quá trời luôn. Ui, nhiều thế. Nhiều. Rồi, ok. Để mình vào. Nào. Đấy, và nó kiếm tiền, có tiền ngay các bạn. Ui dồi, nâng cấp lên nguyên bộ ông già Noel xem có chất trôi không bạn. À, xịn quá trời luôn. Đâu, để đổi nào. Áo với cả mũ phải không? Ok, áo với mũ bạn. Đồ ông già Noel luôn. Ui, thà luôn xịn giá mà con ngang luôn bạn. Đi phát quà thôi. Đi phát quà, nhưng mà thôi, lúc nâng cấp cái khác các bạn thôi. Đang có thể tưởng. Ui, ở đây là cái gì đấy? Ở nhà mấy cái đồ này thì mình biết rằng đồ cuối cùng là VIP nhất rồi, nhưng mà cứ mặc lại. Ui, cái này giống kiểu nhà vua bạn ơi. Ui, này có vương miệng với các thứ này. Mà thôi, bỏ qua đi. Chúng ta sẽ mặc đồ cái gì, Green Diamond các bạn. Ui, kim cương xanh. Ui, cái này chắc là làm từ kim cương với cả emerald đấy. Ok nhá. Ui. À, chúng ta chuẩn bị kiếm dùng cái gì đấy đâu. Kiếm lên tiền. Đấy rồi, bắn ạ. À, pet à? Ui, thế nên có pet à? Ô, hình như là mình vừa lấy cũng thấy pet các bạn. Mua pet hả? Hay là mua cái hộp? Đánh em đây, thử ra. Ui, trả thấm, trả xin nhê. Ôi, màu này nhìn giống kim cương với ngọc lục bảo kết đúng hợp. Rồi. Trời, Green Diamond, nó tên là Green Diamond ha. Wow. Chết
Trời. Kim cương xanh lá. Ô, lâu lâu cái này hình như nó bị nóng mũi tên quá sao ấy, nó không bắn được á. Trong người. Sao lại không bắn được trời? Hay hết mũi tên nữa xem nào. Ủa, thì tên rồi đó. Cái này là bắn bằng mũi lao các bạn ơi, Great Bow này. Ui, Great Around này, thôi quên mất. Đúng rồi, mũi lao, mũi to nhất cái. Mũi siêu to khổng lồ luôn bạn. Để em cầm bằng tay hết rồi, trổ nó to kìa. Nó to dã man luôn đấy. Ui, trời ơi. Này, thôi. Ui dồi ôi, bảo sao bắn không mạnh các bạn. Mạnh đâu. Cứ ngồi gõ, ui ôi, em full túi luôn rồi. Nào. Dạ, vài, để về nâng cấp sẻng. Vứt. Để nâng cấp sẻng được hết. Nhiều lắm. Trời ơi, phun rồi, phun dương rồi. Nhiều quá trời quá đất luôn. Đây. Để mình nâng cấp cái xem nào. Bán lấy tiền thôi, chắc là đi nâng cấp cái sẻng thôi. Tầm này nâng cấp sẻng rồi đó. Ui dồi, nhiều tiền quá. Rồi, diamond gọi là show. Cái này là bác chúng ta sẽ nâng cấp. Em bắn mấy bác rồi, mấy bác cứ hello khen rồi. Bắn hồn hello. Bam. Rainbow, ok, sẻng Rainbow qua đây. Tới nha, để xem có pet. Đây có bác bắn pet này. Ui, chicken là cho chúng ta speed này. Ok, rồi. Mấy con này là chúng ta phải có ấy nha. Shot fire, ok, bắn ấy này. Ui, cái này đam biết các thứ này, máu này. Có thể dịch chuyển này. Cái này hay này các bạn ơi. Xịn. Rồi, mấy con này là chúng ta phải có thức ăn cho nó. Mà đây thức ăn free rồi, chắc là con gái. Mua hết đống thức ăn này đi. Ăn thoải gà mái luôn bạn ơi. Con người Ender này. Người Ender này chơi như chuyện này. Con bò bị bệnh nè. Con bò tăng máu. Trời ơi, tăng hồi máu bệnh đâu ra. Tào lao. Cái nó bị tím nó bị bệnh. Ây. Chết trời ơi, mình dịch chuyển đi đâu. Ây. Chết trời ơi, căng ơi. Ây, ây, ây. Hello Vanh. Nhận là Vanh. Ôi, sao mình dịch chuyển qua đây ta. Ui ôi. Okay, Vành với chúng tôi này. Nút qua rồi kìa. tôi bắn kìa. Hello. Hello. Sao Zeno bị đi đâu rồi? Ra ngoài ơi. Đây rồi, đây Vành có. Cái này chết đi. Chết. Ơi không chết ạ. Ơi sao không chết? Không gì nhé. Ôi giời ơi. Thấy chưa? Đi rồi. Cái mũi lao mũi tên này bắn một cái đẩy lùi ghê rồi các bạn ơi. Nhận. Ôi giời. Đi. Lại đi nữa ơi. Chuyển đi ạ. Sao? Cái này bắn bị dịch chuyển hay sao ấy? Đúng rồi, cái này bắn mũi tên Grid. Ghê quá luôn bạn. Nha, không sao bạn. Ê, chết giờ mới làm nào mình chui. Hát đây mình chui lại. Ê, hello bạn. Làm nào chui vào ta. Tính ra mình có một pet này hay ta. Nhật comment. Làm sao con Blazer là tăng cho mình strength này. Cái này là tự. Ui, cái này. Ui, thăng máu đây rồi. Trời ơi, rồi, ok. Đi rồi các bạn. Ôi, giỏi đâu. Ui, cái mũi tên này hay thật sự luôn các bạn ơi. Quá luôn, quá chiến luôn bạn. Đồm cho nó em ơi. Ây à. Khó chịu thật sự bạn ơi. Cái này làm nào để mình chui vô ra. Ây, tự nhiên. Tự nhiên nào cũng lang thang đây này. Đồ. Vành biết cách để chui vô rồi. Chỉ cần bắn lên trên đầu ấy, tự bắn mình. Thế à? Đâu? Mình phải tự bắn mình nè. Thế này tào lao. Đảo thật, tự bắn mình luôn. Mình nên điêu bạn đi lừa. Ở đây, tự chui vô. Ui dạ. Chui vô bạn. Ui, châu đây. Sao, my friend? Ui, châu, ui ôi, giờ nó bắn kinh quá, bắn dính luôn, giờ nó. Nhưng mà bắn cái này một cái không chết đâu, cái này toàn. Ê, được bắn. Cái này nó chỉ dịch chuyển thôi. Thôi đấy, mình nâng cấp cái khác các bạn. Chắc là để mình nâng cấp cái khác rồi, cái này không ổn lắm. Ôi, Geno sao đây này, Geno này. Đi đâu đây? Cái này bắn không chết, Lại đi đâu rồi? Núp để bắn dịch chuyển luôn à. Núp đi kiếm tiền các bạn. Cung này bê yếu lắm rồi. Cung này bắn mấy con này chỉ mạnh nhá. Chưa gây sát thương bắn vào núp là chả mất tí máu luôn mà. Mà nó chỉ gây khó chịu thôi. Thôi chắc là mình sẽ nâng cấp vũ khí nào. Lại nữa. Đào này cho nhanh. Bỏ cái con cái bé Ender thì mới không bị dịch chuyển. Chắc là do bé Ender. Điều có con bé Ender đâu. Đúng rồi. Thế cho nên nó khang mới có bị dịch chuyển đâu. Khi chúng ta cầm con bé Ender vào là chúng ta sẽ biến thành người Ender đấy. Nhưng mà con người Ender cũng lại mà nó sẽ giúp mình dịch chuyển mà. Đây ví dụ mình muốn đây mà. Cái này như kiểu là cái sấm sét của ai nhỉ, thần rớt ấy. Ấy sao bắn vanh
Ừ. Ơ sao lại qua đây rồi? What? Thanh đi qua nhà mình đi. Ôi phút cái này đi bạn. Nhân Zeno bắn cho dịch chuyển kìa. Khang. Thầm, thần rất đông, 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 thần rất đông. Ây à, cái kia là Chuyện nghe kiếm này yếu quá, thôi đi bạn. Bắn cho thanh niên kia. Ừ đúng rồi. Chạy rất nhiều à? Nhanh thế. Ờ, xem công vong rồi sao nhanh. Này sao quanh có mấy cái chùy này chả biết để làm cái gì. Bắn gì đấy. Đánh ui, mấy thanh niên thì không. Đau phết nhờ. Em gõ kiếm vào đầu rồi, ui dạ. Đây, để mình gọi là bán lấy tiền đã. Ui dồi ôi, mũi tên quá trời luôn bạn. Đây. Là mũi khiên đi. Ui dạ. Đây, để mình xem là cái... Không, lúc biết dạ. Rồi. Nếu mà chúng ta sở hữu con người Ender ấy, là thanh niên Zeno bắn cung một lâu mới gây sát thương gì luôn. Ồ, đúng chạy. Đúng là như vậy. Nó đâu chỉ khiến dịch chuyển thôi. Đây nha, để núp thử xem là có cái gì hay không nào. Pet, pet mình có hết rồi bạn. Thì mình ngồi đây bắn. Bắn, bắn. Đi bắn, bắn, bắn với chúng tôi. Bắn này. Đó. Xem là spear box à. Ờ, chúng ta sẽ là, ui, chắc là mình lấy cái blaster piston. Cái súng này thanh niên Vanh có rồi mà, nhà sao không giống? Có nhưng mà không thấy à, bắn có được. À, có đạn, có đạn. Em mở thêm đạn nữa. Cái này có roi ở katana này các bạn ơi. Cái này chắc xịn quá. Ok, mua thử bạn. Katana. Ôi vương miệng. Katana, ổ lông katana. Ok bạn, mở hết rồi bạn. Cái gì mở katana? Katana, tào lao. Roi à? Chúng ta sẽ mở hết đi. Được cái kiếm gọi là katana vip nhất đi. Ui giời, thanh niên này cầm quả kiếm to vậy. Trời ơi khó quá, cái này tí nhá, tỉ lại khoai nha. Ôi giờ nó tới lại thanh niên à, thanh niên lại vác quả cung sao các bạn. Ui giờ mặt với tụi tôi. Bắn vô cái chết queo. Ui được quá, súng. Súng vô đạn. Súng vô đạn à, súng chả làm được gì đâu. Thanh niên đang đào bên kia bạn. Đâu để mình thử xem nào. Cố gắng là mở mấy cái hộp này ra nào. Ui tỉ lệ. Ui đi. Thôi rồi, katana rồi. Trời ơi, ui được 2 cái rồi bạn. À, ông bắn thì thôi. Sao đi trâu đó nhỉ. Ok bạn. Tiếng gì đó. Ui tiếng gì mà. Làm sao. Làm sao, chứ nào. Ơ không cứu kìa. Nhận với chú ạ. Kiếm katana xuống lên đây. Nhận. Vô lên. Ôi no. Nhận. Bắn tới đây Zeno. Bắn tử. Bắn tử. Ôi nè các bạn ơi. Ui cái cung này vẫn là Interbest. Cái cung này bắn vẫn đau. Ui da. Dạ, đau quá. Nhận. Ui da dạ, hên quá chết rồi. Cái gì đấy. Rồi ông già Ren quéo luôn. Không ổn đâu, cái cung này vẫn là VIP nhất các bạn ơi. Cái cung này bắn vẫn đau. Cái kiếm mình có 9 đa mà chém không xin nhê với thanh niên luôn. Ờ thế nào. Gritbow vẫn là ghê nhất à. Nha Tower siêu. Ui. Ở đây có gọi là Hammer của Gritsquad này, Ragnarok luôn này. Ui. Ờ hả. Glub là cái gì vậy? Gritsquad nha. Cho thanh niên đánh thật các bạn. Đi ra nha, gõ cái quyền trưởng ở đầu á. Sưng đầu luôn. À thế này là đây, cầm cái này chưa? Nhọn. Cái này gõ. Nhọn là vanh và xe. Cái này gõ là u đầu nha. Hãy xem chùy thần của ta đây. Di chuyển về đây luôn à. Thanh niên dùng ấy, thanh niên dùng pet ender là auto dịch chuyển à. Cái này gõ là đầu á. À mình chắc là mình sẽ chùy đây để thử mở nốt cái hòm vũ khí gọi là thanh kiếm Grid này xem nào. Thanh kiếm gọi là to các bạn. Ui Ragnarok này. Chùy thần. Được phết nhỉ. Kiếm Ragnarok rồi bạn này. Tập lánh luôn đấy. Chùy. Thôi xem nào. Chùy. Ê à. Cái thanh niên à, luôn. Khó quá. Tính nha, kiếm được thanh kiếm xịn khó nha. Rồi, thật là ok. Bây giờ cầm dao đánh nhau đi. Cầm dao đánh nhau. Ai không really? Khí gì VIP người ta dùng chứ. Tính nha là Hammer Grid Squad à. Mình sẽ cố gắng là ui, kiếm búa à. Hammer Grid Squad. Nghe cái tên sai bạn. Kiếm búa. Kiếm búa. Ok, mở mãi hoài không được luôn. Cái gì đấy Khang? Trời ơi, đừng bắn nữa. Đừng bắn vào đây nha. Đang mở gọi là hòm may mắn đấy. Kim VIP à? Ờ, em nãy giờ nó thêm mở nãy giờ. À thôi. Thôi, 13 sức tấn công bạn. Ui nhưng mà à, hơi chậm.
Vanh, Vanh biết làm sao để được may mắn rồi. Có mấy cái đồ nó có cộng lắc đấy. Ghê. Nó được may mắn hơn. Ghê luôn hả? Ghê là như vậy. Ghê là như vậy. Ghê là như vậy. Nào, giỏi vào đấy. Ơ, hãy mũi tên, hãy mũi tên. Solo, solo. Ồ, cái thanh kiếm, ui, biến đỏ luôn. What? Kiếm biến đỏ. Ê à. Sao cái kiếm này, ơ. Kiếm này biến đỏ, đánh đây. Không bị ăn ra nhở. Thanh niên núp không bị cháy nhở. Ơ, cung vẫn mạnh hơn Vanh ạ, bắn cung đi. Ờ, thôi thôi, bắn cung. Oh my god. Cung vẫn mạnh thật các bạn ạ, cung mạnh thật. Bắn đi, bắn, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đâu quá, đâu quá, đâu nha vậy nha. Ai hợp mấy đi, ai điên, ui chạy 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 bạn. Bây vào. Bắn chúng đâu. À, trốn đây không bắn chúng được à. Dạ, tính ra cung vẫn là đau nhất các bạn ạ. Ui. Ôi, chạy đâu. À, ấy sao lại bắn mua hàng, không mua. Hả? 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 Hay à? Cung vẫn mạnh nhất các bạn. Ê, chạy 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 chạy. Hồi máu, hồi máu, hồi máu, hồi máu, hồi máu, hồi máu. Cầm con pet này hồi được máu này. Được các bạn. Mười rồi. Kiếm 13 sức tấn công. Nhờn. Wow. Nhờn. Nhờn. Này vô đầu này quýu. Em tới đây. Ừ. Không, cái này 15 sức tấn công mà không thấm nhỉ? Không, cung này vẫn ghê. Cung này vẫn là dùng dạng ghê nhất rồi. Đây là khó lắm luôn rồi. Tại vì nó to lắm. Cung này vẫn thuộc dạng ghê nhất rồi. Ui. Mình còn chưa đổi dạng. Bông bạc được. Trời luôn. Ui. Cung này thuộc dạng ghê nhất rồi các bạn ơi. Bắn tính ra là. Ui ôi người như nhím luôn. Bắn tính ra là đam to nhất rồi các bạn. Cái này mấy cái này đam không ăn thua lắm. Ui. Cái này tính ra là mười mấy đam, 13 đam rồi. Đánh rất là chậm bạn. Ui kiếm búa. Ok, đừng, có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đó, ngày hôm nay là mình đã nói chung là mở những cái hòm may mắn à các bạn thấy không? Ui có cái súng này nhưng mà cần đạn. Những cái hòm may mắn các bạn rất là xịn sò. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người trong nút team. Ấn đăng ký ủng hộ nha. Và đừng quên là comment các bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại, bye bye. Bye bye, bye, bye. Tiện đây thì mình sẽ thông báo cho bạn một tin, đó là sắp tới mình sẽ up thêm video ở trên trang Facebook của mình, đó là trang Facebook T Gaming. Có nghĩa rằng một ngày mình sẽ sản xuất ra 3 video, 2 video mình up ở trên YouTube cũng như là một video ở trên Facebook. Thế nên là các bạn muốn xem video mới nhất của mình thì các bạn có thể lên Facebook tìm kiếm T Gaming, sau đó ấn like cũng như ấn theo dõi kênh Facebook của mình. Hoặc là các bạn có thể truy cập đường link ở phía dưới phần mô tả cũng như là phần comment. Hiện tại là mình chỉ có một trang Facebook duy nhất, đó là T Gaming này thôi. Hiện tại là trang đã đạt hơn 19.000 lượt like cũng như là hơn 22.000 lượt follow. Đó thì các bạn đừng quên truy cập vào ấn like cũng như là follow nha. Thì mình đăng video độc quyền duy nhất ở trên Facebook rồi. Thế nên là bạn nào muốn xem video thì các bạn có thể truy cập vào đây để xem nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.